Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh guitar Nhật của em Chiến Hà. Thì uh, hôm nay em sẽ ưu, hôm nay sẽ em sẽ ưu tiên em làm một cái video giới thiệu bốn cây đàn acoustic đến từ thương hiệu Morris. Thì trong video này thì bốn cây đàn hôm nay thì nó ở cái tình trạng là nguyên zin và ngoại hình của nó thì mới khoảng trên 90%, nói chung là có chảy xước nhẹ theo thời gian. Thì em làm một cái video bán theo kiểu là bán sale nói rằng luôn là bán sale với giá cực kỳ tốt cho anh em nào thích chơi về âm thanh không quan trọng về ngoại hình quá nhiều thì mình coi những cái mình coi và tham khảo cái video là hôm nay em nhé thì cũng như mọi khi thì mọi người có thể uh, mua liên hệ đặt hàng qua số điện thoại zalo là 0938 522 994 thì sẽ được em chiến hỗ trợ thêm hình ảnh cộng với cả cờ click test âm của từng cây đàn thêm chi tiết thêm cho mọi người Còn anh em nào ở gần nữa thì mình nên ghé trực tiếp shop nhạc cụ Hoàng Phúc bên em Địa chỉ là 294C đường Khuông Việt, phường Phú Trung, quận Tân Phú Thì sẽ được em chiến tư vấn cho mọi người và tất cả nói chung là ở ở bên cửa hàng em thì từ đàn live new cho tới đàn cho tới đàn ngoại hình tầm, tầm trung trở lên đó thì em rất là nhiều anh em nào mà thích đàn đẹp như mới thì cứ inbox qua số zalo thì sẽ, em sẽ tư vấn cho mọi người đàn mà đẹp như mới thì cái giá thành nó sẽ cao hơn so với mấy cây ngoại hình tầm trung này một chút xíu nha mọi người. Thì hôm nay trên video đầu cây đầu tiên em muốn giới thiệu với mọi người là một cây VK35. Cây này là phiên bản đặc biệt nên cái lưng của nó là 3 tấm nha mọi người. Cái lưng 3 tấm giống với cả Morris VK80 nha. Ví dụ cây 40 thì cái miếng này nó sẽ là màu vàng nhưng mà 35 mà bản đặc biệt đó thì nó sẽ bản này á thì nó vẫn là cái tem bầu dục nhưng mà nó được sản xuất là năm 1975 nha cũng như các video trước đó thì em nói tư vấn cho mọi người một cây đàn nữa từ những năm 1975 đổ về trước thì nó sẽ là khóa chân chân dọc chân trên và chân dưới đó và đầu cần cây này thì nó là chứ cầm sạc cử chứ ngang nha cây này thì tình trạng là nguyên zin 100 phần trăm action của cây này thì hiện tại em đang để khoảng tầm 2 ly tư đến 2 ly dưới và cực kỳ là cần cực kỳ là thẳng nhờ và action cực kỳ là thấp và xương dưới vẫn còn khá là cao mọi người có thể hạ thêm thoải mái ha nhưng mà đa phần thì ở đây em đã căn chỉnh cho mọi người hết rồi Nếu anh em nào mà muốn hạ thêm một chút Hoặc là anh em muốn uh, chơi phím lực mà tốt hơn đó, Thì mình có thể là nâng lên hạ xuống theo ý của mình Thì mọi người cứ nói em thì em sẽ căn chỉnh lại cho mọi người thêm uh. Còn ở đây thì em đã căn chỉnh cái action là rất là chuẩn nữa nha Cây này thì ngoại hình của nó còn khoảng độ 90% Nó có chảy xước nhẹ cho mọi người Đây nhưng mà tổng thể thì cây đàn này còn rất là đẹp ha. Uh. Nó có một cái vết xước ở đây này. Đây. Đó ở ngoài cái bóng một chút cây này thì bình thường nếu mà hàng đẹp like new hiện nay ấy, thì giá thị trường nó dao động khoảng từ khoảng độ 8 triệu dưới cây này thì hôm nay em sẽ trên video này em sẽ ưu tiên em để cho mọi người với giá là 5 triệu dưới nha VK35 lưng 3 tấm đòi 1975 có giá là 5 triệu dưới nha cây này tiếng hay lắm luôn các mọi người Moritz thì cực kỳ vang và cực kỳ sáng luôn Cây này là cây số 1 nha Moritz vk 35 lưng 3 tấm cây số 1 có giá là 5 triệu dưới nha Cái này thì được tặng kèm là bao da 3 lớp cộng với cabo phím cho mọi người nha Cây này thì trên đàn em đã gắn là một bộ dây Dat Radio EZ26 Bộ này thì nó có giá khoảng gần 300 ngàn nha mọi người Mọi người chỉ có quyền lấy dây trên đàn và mọi người không có quyền đổi dây khác nha Mọi người muốn đổi dây khác là mọi người phải mua thêm thôi nha để em nói trước không mất công mọi người uh, Nói em là không có nói trước nha Vì uh, khi mình đã gắn dây vô đàn rồi mà tháo ra uh, Là nó hay có để lại nếp lắm Nên em cũng không thích tháo Còn anh em mua về thì trên đàn em đã tặng dây nào Thì mọi người xài dây đó Còn anh em thích thì có thể là mua thêm dây Mọi người muốn mua dây Elixir các thứ Thì em sẽ ưu tiên em để giá vốn của em uh, nhập cho mọi người nha Đó là với anh em mua đàn với anh em mua đàn lần đầu hoặc là anh em những anh em nào khách quen mua đàn lần sau thì em sẽ để cho mọi người với cái giá tốt hơn. Rồi tới với cây số 2 là một cây Moritz VK40. Cây này thì đời năm của nó thì khoảng đầu những năm 1980 nha. Bộ khóa lúc có logo Moritz nha. Chứ dòng 3, chứ dòng mà 40 á, thường thường là 35 là đã có chữ dọc rồi nhưng mà mấy cây mà bản đặc biệt đó thì nó phải là từ 35 bạ đời 197778 uh, trở về sau á, thì nó mới là cái chữ rộng. Thì nên cái cây trước nó vẫn là chữ ngang. Còn cái cây uh, 40 này là bắt đầu từ 40 là chữ rộng nha mọi người. Cũng có dòng 40 chữ ngang luôn nhưng mà nó phải là đời trước đó. Để mọi người khó giờ đỡ có nhầm lẫn. À. cây uh, cây 40 này á, thì ngoại hình của nó cái mặt nó sáng hơn cây kia một chút. Nó nhưng mà nó có một cái uh, cái dấu chân đó, cái người chơi trước người ta dán cái dấu chân này như cái dấu chân của một con uh, dấu chân của con gấu hay con chó gì đó. Khi mà mình bóc ra thì nó sẽ tạo ra cái đường uh, ố này. Đó, cái này thì nó hơi có bị cái dấu chân nó hơi ố nhẹ vì nó cũng có hơi chảy xước nhẹ, nhẹ nhẹ nha mọi người. Thì nói chung là trên video này thì em bán những cây đàn này là ở tình trạng là nguyên zin nhưng mà em sẽ ưu tiên em để với giá thấp cho mọi người để anh em mà mua một cái đàn xịn mà âm hay mà tiếng thì nó chỉ bằng một cây đàn uh, giá rẻ thôi ha Cây này thì uh, hiện nay thì nếu mà hàng đẹp bên shop em đang bán á uh, đẹp như mới luôn thì đang có giá là 9 triệu đến 9 triệu ba. trên video này cây này hôm nay thì em sẽ ưu tiên em giảm cho mọi người còn với giá là 6 triệu nha Moritz VK40 đời khoảng đầu những năm 1980 cây này thì à, mặt top của nó là sập ru lưng hông của nó là một bộ cẩm ấn vân gỗ cực kỳ đẹp luôn này đó vân gỗ cực kỳ đẹp luôn nha mọi người rất là nói chung là lưng hông thì còn rất là mới nó ở cái mặt thì nó có hơi bị đốm nhẹ thôi và 40 thì nó khác gì với cái 30 là nó có thêm cả những cái cầm sạc cử ở ngăn 3 ngăn 5 ngắn 7 và ngăn 9 và ngăn 12 và ngăn 14 đó thì nó ngăn 15 nữa thì cái này thì à, mấy cái bắt đầu từ 40 nó sẽ có cái cẩm này cây này thì hiện tại giờ Adson nó đang khoảng tầm 2 ly 4 và xương dưới vẫn còn cái lượng dưới vẫn còn mọi người có thể hạ tùy thích hơn với giá mà 6 triệu kèm bao ra với cả cabo phím và đã thay dây mới cho mọi người rồi á, thì cây đàn này nó chưa bằng một cây đúc 30 mà đẹp nên cái giá thành mà để mà anh em mua một cây 40 mà có 6 triệu thì quá là rẻ nhá tình trạng là nguyên zin 100% cho mọi người cây này là cây số 2 nhá về các 40 lưng cây số 2 lưng không sẻ lưng không cầm vẫn rất là đẹp cây này thì có giá là 6 triệu Đối với cây số 3 Cây số 3 là một cây Moritz V40 Mà con này là lưng xẻ 3 tấm Nó có thêm một miếng mắp màu vàng là sao rất là đẹp nha Bộ lưng hông của con này là cầm và này Vân gỗ cực kỳ đẹp luôn này, mọi người Đó Mọi người nhìn bên hông nó ra cái hai những cái mắt gỗ rất là đẹp luôn nha Tại bên nhà em nó hơi lóa một chút Nên có thể là khi mọi người uh, coi thì em sẽ chụp lại cho mọi người ký hơn Ở những cái đường vân gỗ rất là đẹp luôn này Đó Bộ lưng cực kỳ đẹp luôn Cây này thì uh, cây này thì được sản xuất khoảng vào đầu những năm 1976 với bảy đến cuối thập cuối cuối những năm uh, 78 79 gì đó. Bộ khóa là khóa đúc chân ngang, có logo Morris, đầu cần vẫn là chúi rộng. Rất là đẹp luôn. Cây này nước sơn các thứ gì còn cực kỳ đẹp luôn. Cây này thì nó cũng có chảy xước nhẹ nhẹ, nó mới khoảng độ trên 90% khoảng 95%. Mặt rất là sáng luôn rồi. Đó. Mặt rất là sáng luôn nha. Adson thì hiện tại như cây này đang cũng khoảng tầm 2 ly 4 đến 2 ly dưới Mà cái cây này thì cái xương dưới nó còn cực kỳ là cao luôn Tha hồ mọi người hạ luôn nhá Mọi người thích để Adson sao mọi người cứ nói em để em hạ cho mọi người ha Với 40 tiếng chắc, tiếng rất là chắc luôn. Cây này thì bình thường thì em đang bán ở tại shop em đang bán thường thường nó sẽ có giá hàng mà đẹp hẳn nữa thì nó sẽ có giá khoảng từ 11 năm đến 12 triệu. Con này thì ngoại hình nó còn khoảng 95 phần trăm, thì em sẽ ưu tiên em để cho mọi người hôm nay trong video này với giá 9 triệu nha. Đàn tặng kèm bao da ba lớp cộng với cabo với phím đá lắp dây mới cho mọi người nha. Và trong ba, trong bốn cây hôm nay là 100% là đàn nguyên zin không lối lầm bất cứ một cái gì cho mọi người. Để cho mọi người đỡ phải đỡ phải suy nghĩ về cái vấn đề là ở ừ, cây đàn này nó có lối hay không mà em bán rẻ hay là gì đó. Em ưu tiên trong video này hôm nay em sẽ bán rẻ cho mọi người những cây đàn mà ngoại hình nó tầm trung ha. Cây này là cây số 3, Morris VK40, lưng 3 tấm. Có giá là 9 triệu nha. tới một cây uh, moritz vk50 cây này uh, lên tới dòng vk50 thì cái tem của nó sẽ là tem tròn và cây này thì nó được uh, con này thì nó hơi đặc biệt hơn mấy cây 50 khác ấy, là nó không làm cái cẩm xà cờ ở trên mặt tút mà nó ngược lại nó làm cái uh, cái hình uh, hoa văn đó hình hoa văn ngôi sao này đó rất là đẹp nha anh em nào thích sự đơn giản thì người ta lại chọn mấy cái này còn trên đầu cần thì nó vẫn có chữ tf50 như mọi như mấy cái đàn khác và đằng sau thì nó xài là một bộ khóa chân hai chiều chân trên và chân ốc trên và dưới có logo Morris khóa đúc thì cây đàn này á, nó sẽ được sản xuất vào khoảng một năm 1974 và năm 1975 cấu hình bắt đầu từ 50 á, thì nó sẽ được mặt top là solid sập ru lưng hông của cây này thì nó là cầm ấn nha mọi người đó lưng hông cầm ấn nha cũng là miếng móc bồ sao rất là đẹp cây này thì ngoại hình của nó thì cũng còn khoảng độ trên 90 phần cái mặt vân gố rất là già luôn nè mọi người đó, cũng có chảy xước nhẹ nhẹ thôi không có đáng kể nha tất cả là nguyên zin 100% cây này thì uh, hiện tại giờ action nó đang khoảng tầm 2 ly 3 đến 2 ly 4 rồi rất là thấp luôn Xương dưới vẫn còn hạ được và cần các thứ là thăng 100% nha cái này thì em đã căn chỉnh cho mọi người hết rồi lên bắt đầu từ dòng 50 thì cái tiếng cái tiếng bát với tiếng chép nó đầy hơn rất là nhiều, cái tiếng tiếng nó chắc hơn, đầy hơn rất là nhiều. Cây này thì hôm nay em sẽ ưu tiên em giảm cho mọi người là cây số 4 nha. v kép 50 Cần chấm bi, cần chấm bi có giá, cần chấm bi đời 1975, cây này đời 1975 nha. Cây này em sẽ ưu tiên em giảm cho mọi người còn với giá là 9 triệu rưỡi nha. v kép 50 cây số 4 có giá là 9 triệu rưỡi nha. Và ngày mai em lại lên em làm một số mẫu đàn nó sẽ rẻ hơn một chút nữa Khoảng từ Để em lựa nói chung là khoảng từ 2 triệu mấy 3 triệu 4 triệu gì đó Em lựa được cái phân khúc nào thì em lại sẽ lên làm em sale thêm cho mọi người Nói rằng là em cũng chuẩn bị em đón đợt hàng mới về nên cũng muốn làm sao để Hàng nó đi nhanh hơn thôi thì ưu tiên bán rẻ cho mọi người một chút xíu để anh em Đồng hành hoặc là từ trước đó đã mua hàng của em rất là nhiều rồi thì mọi người cũng có thể săn được những cây đàn mà tầm trung giá tốt thì mọi người coi những video chuẩn bị hôm nay và chuẩn bị ngày mai ngày mốt rồi cuối video em xin chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ ha xin chào mọi người